xin em đi cũng được, chỉ xin anh đừng hận em. Người đi em sao cũng được, mãi trong lòng là đừng, chỉ xin anh đừng để em thương. Nào phải đâu em đi, nào phải là người còn không còn trường. Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Xin được chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về. Minh Vũ sẽ làm clip review cũng như là báo giá, giới thiệu những sản phẩm đến toàn thể các bác được xem và tham khảo. Hôm nay thì em có cập bến được cái con bản Mr. Yamaha 01V96. Bản này là bản Vision 2 và dòng này thì nó chạy điện 230V. Các bác lưu ý là những con bàn 01V96, những con mà điện 120V và điện 230V thì những con điện 230V nó sẽ cao tiền hơn. Đấy. Còn những con điện 120V thì mức giá nó sẽ rẻ hơn. Ngược lại, khi các bác mua những con điện 120V thì chúng ta cần phải mua một cục đổi nguồn để cắm qua dòng điện 220 chuyển đổi ra điện 120 kết nối qua bàn mixer. Còn những con như thế này thì chúng ta không cần phải mua đổi nguồn nữa, chúng ta cắm trực tiếp luôn điện 230V, 220V là sử dụng. Thì hôm nay cập bến con này thì với tình trạng còn rất là đẹp, nói chung là hoàn hảo, đẹp, xuất sắc các bạn. Và trước khi bán đi cho tất cả các bác thì em cũng có cài đặt setup sẵn những cấu hình cho các bác về, các bác chỉ việc kết nối và chúng ta sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì ví dụ như là em đang để chế độ chưa có effect, mic khô nhá. Tầm này thì tối muộn nên đâm ra cũng không mở được to hẳn. Hey, hey, hey. 1 2 5 6 5 6 7 8 9 10. Đấy, tiếng gì vợt của dòng bàn mixer này thì nó rất là hay, gần như là khi mà em đang ghép ở trên con loa JBL 4738. Đấy. Thì cái chất tiếng của nó ra, cái mic là mic dây nhá, mic dây. Đấy, cái chất tiếng của nó ra rất là hay, tiếng dày, lực. Đấy. Và cái hiệu ứng dì vợt của nó rất là bay bổng. Anh em mà đi làm sâu chậu mà hát chuyên nghiệp thì với những cấu hình như thế này, chúng ta pha thêm một chút echo delay vào nữa thì rất là tuyệt vời. Còn nếu anh em mà có chất giọng tốt thì hát như thế này cũng đã là rất là hay rồi. Lên 1 2. Đây, với những cái cấu hình như thế này là cái hình echo delay. Đấy, dành cho anh em mà không biết hát thì chúng ta thích cái kiểu vang nhẹ. Đấy, hát kiểu dân ca văn ho chầu văn. Đấy, thì hát với cấu hình mình muốn cài đặt như này cũng rất là hay rồi. Chúng ta có thể kết hợp vừa echo vừa dì vợt. Đây nha, kết hợp với echo dì vợt thì chúng ta đưa cái line 17-18, 19-20 là echo, 17-18 là dì vợt. Lên 1 2 3 4 5 6. Rất hay các bạn. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao, lon cao đứng dậy biết đâu mà tìm. Này hơi viêm họng nên ra là không ca được các bạn. Đấy. Con này thì em cũng xin thông báo giá luôn cho toàn thể các bác. Đấy, với tình trạng zin đẹp như thế này thì mức giá cho các bác chỉ có hơn chục triệu thôi. Một mức giá rất là rẻ. Khẳng định các bác là mức giá rẻ nhất thị trường, không có đâu mức giá tốt hơn các bác nhá. Chỉ có hơn chục triệu thôi. Và cái mức giá ở tầm mười mấy thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Minh Vũ để được cái mức giá tốt nhất. Bên trên kênh này thì em cũng xin phép là cũng không để giá công khai hẳn, tại vì em bán rẻ rất là nhiều, sợ khi mà mình để giá công khai nó quá là thấp thì nó ảnh hưởng đến những anh em khác đang bán hàng, bán những con bàn mixer như thế này. Thế nên các bác là nếu thiện chí và chúng ta gọi là
thích những dòng bản mixer Yamaha 01V96 mà đang săn tìm cho mình những con bản mixer đẹp, ngon, bổ rẻ, thì đây là cơ hội để cho các bác lựa chọn. Và khẳng định các bác giá còn rẻ hơn các bác nhập ở bên, gọi là bên kia, bên nước ngoài các bác nhé. Em chỉ có duy nhất một con thôi. Ngoài dòng bản mixer 01V96 này ra thì bên em còn những dòng bản mixer Mackey với rất là nhiều mã, và Yamaha thì có những con bản đời thấp hơn. Đấy, các bác nhé. Rồi, clip này thì xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Các bác xem kênh nhớ ủng hộ cho mình Vũ xin một lượt like. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta nhớ ấn vào nút đăng ký để theo dõi những video clip mới em lên sóng. Mọi thông tin chi tiết đặt hàng thì các bác có thể liên hệ với Minh Vũ qua hai số máy 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sao Đỏ Chính Hải Dương nhé. Rồi, chào các bác.